Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Ichimoku Club nha anh chị. Em là Ngọc Lâm. Thì anh chị nhà đầu tư nào đang xem cái video này nhớ like cho em Lâm một like và thả cho em Lâm một quả tim nha. Cũng như anh chị nhà đầu tư nào chưa tham gia vào room khách hàng, room VIP đồng hành cùng với em Lâm thì nhớ liên hệ trực tiếp với em Lâm để em Lâm có thể tư vấn cũng như là đồng hành chia sẻ những cái cơ hội cùng quý anh chị nhà đầu tư nha. Thì chiều hôm nay thì mình cũng có một cái chuyến đi ra Hải Phòng rồi anh chị. Hiện tại thì mình đang ở Quảng Ninh. Thì tối rồi nhưng mà mình vẫn dành thời gian để mình làm cho anh chị một cái video. Trưa hôm nay thì mình cũng nói về câu chuyện của những cái mảng cổ phiếu bất động sản rồi, thì lúc đó nó vẫn còn đang ở những vùng giá tương đối, đúng không chị? Thì chiều hôm nay thì nó có bắt cái dòng tiền nó đi lên trở lại được. Thì mình muốn nhắc lại cái nhóm ngành này một xíu nữa và mình phân tích cho anh chị về cái mặt kỹ thuật, về cái mặt trung hạn một số cái mảng cổ phiếu để cho anh chị hình dung ra được cái xu hướng cũng như là cái trend giá của những cái mảng cổ phiếu này. Thì cái vấn đề mà rất là nhiều người hỏi mình là hiện tại thì bất động sản đang khó, chủ tịch đồ chắc khó khăn. Thì mình nghĩ là cái vấn đề là đang khó khăn, đang thiếu dòng tiền thì người ta có thể là hỗ trợ cho cái vấn đề cổ phiếu là chuyện hết sức bình thường anh chị. Nên thành ra là cái vấn đề khó khăn hay không á, chúng ta phải nhìn vào cái câu chuyện phân tích, nhìn vào cái xu hướng dòng tiền nó vào cổ phiếu để chúng ta đưa ra những quyết định mua bán. Tránh cái trường hợp là chúng ta cứ nghĩ là xấu nhưng mà chúng ta lại không tìm kiếm cơ hội, đến lúc nó chạy mạnh hoặc là nó lên cao rồi thì bắt đầu anh chị nhà đầu tư mới hỏi và đua theo, đó là một cái rủi ro tương đối lớn. Thì ở đây mình sẽ chia sẻ với anh chị nhà đầu tư một tí về chỉ số index gì. Về chỉ số index thì khả năng cao nó sẽ tiếp cận khu vực là 1130 đến 1137, nó đánh cái vùng cản này. Và cái vùng cản này nếu như mà thị trường quay trở lại được nha anh chị thì khả năng nó đánh bất cái vùng cản này khá cao. Cái view của em Lâm là thị trường của giai đoạn sắp tới nghỉ Tết âm thì thị trường của chúng ta sẽ ở một cái vùng giá khá là cao, đặc biệt là những cái nhóm ngành, những cái mảng cổ phiếu nó sẽ thay phiên nhau nó lên. Hỗ trợ hiện tại của thị trường là gì anh chị? Đó là 1105, 1106, bây giờ nó đã vượt qua được rồi. Thì hỗ trợ của nó chính là cái vùng giá kháng cự hôm vừa rồi. Kháng cự tiếp theo nó sẽ là hai vùng đỉnh này và nó gặp lên cái vùng giá 1137 nữa. Tuy nhiên khi cái giai đoạn này mà nếu mà nó bứt đi lên anh chị thì có khả năng nó sẽ phá được, và nó phá được cái vùng đỉnh 1130 thì 1137 nó sẽ xuyên qua. Tại vì khi phá được 1130 và tới 1132 thì hai cái đường giao kiếm này nó sẽ đâm lên và lúc đó nó sẽ rất là mạnh vì nó phá cái vùng giá phía trên này. Phía dưới hiện tại là hỗ trợ tương đối nhiều đối với thị trường rồi. Khả năng là thị trường có thể phá được những vùng cản. Đây là tương đối cao, đó là trên 60% nha anh chị. Thì bây giờ anh chị nhà đầu tư phải tập trung vào những danh mục, ví dụ chứng khoán, đầu tư công, bất động sản, thép. Thì bây giờ thép nó đã chạy rồi. Cũng như là chứng khoán thì anh chị nhà đầu tư cũng đã có hàng rồi. Thì mình nhắc lại một lần nữa, anh chị cũng phải có những cái mã cổ phiếu bất động sản cho mình. Thì ở đây mình phân tích một tí nha anh chị. Anh chị nhìn vào cái mã cổ phiếu DG, mình không nói về cái xu hướng về mặt ngắn hạn. Hiện tại về mặt ngắn hạn thì cổ phiếu nó đang đi lên vậy và nó sẽ tiếp cận những cái vùng giá đỉnh phía trên để nó đánh cản anh chị, nó đánh đỉnh. Tuy nhiên nhìn vào cái trên giá về cái mặt trung hạn này qua tuần tới nha anh chị, thì những cái mã cổ phiếu này nếu như mà đi vào cái mô hình giá tuần á thì những con này được gọi là ngôi sao, được gọi là ngôi sao. Đối với mình thì khi mà nó đi vào cái mô hình giá này, test xuống đi lên trở lại, tích lũy nền giá chặt kèm theo hai ba kiếm như thế này, thì đây là một trong những cái mô hình đẹp. Mô hình này có thể là tăng giá rất là khủng khiếp, có thể nó lên tới vùng giá 40.000 là chuyện bình thường. Lên tới 40.000 là bình thường nha anh chị. Mình nói về DG, nếu như bây giờ mà có những cái tín hiệu về dòng tiền thì mình nghĩ là lên 40.000 là bình thường. Nếu mà cái đồ thị tuần này, riêng về cái đồ thị tuần này để mà đánh giá trong đầu tư nha anh chị, rất đẹp. Hỗ trợ ngay bên dưới, điểm cắt lỗ của anh chị nhà đầu tư nó gần, mà điểm chốt lời của anh chị nhà đầu tư nó quá xa thì chúng ta có thể là chú ý tới đặt cược được. Một số mã cổ phiếu DG cũng vậy anh chị. DG chẳng hạn thì anh chị thấy tuần nó quá đẹp anh chị. Nói chung là từ tuần này tới tuần sau mà nó đi lên được anh chị thì nói chung là tuần nó rất là miên man luôn, đẹp tuyệt vời, đẹp như hoa hậu luôn anh chị nhà đầu tư chú ý cho em nha anh chị. Rồi những cái mã cổ phiếu như DG rồi SEL chẳng hạn, anh chị nhà đầu tư mới thấy nó đỉnh điểm anh chị. Những cái mã cổ phiếu này tích lũy một nền chặt như thế này rồi mà khả năng khi nó đi lên nó phá vỡ những cái mô hình giá này ra thì nó tăng sẽ rất là khủng khiếp. Mình nhắc lại một lần nữa nha anh chị, những cái mô hình giá này rất hiếm khi nó xuất hiện, mà nó đã xuất hiện ra thì cái mức tăng giá của nó ít nhất phải trên 20%. Anh chị phải lưu ý cho em những vấn đề này. Và khi nó bắt đầu bứt phá đi lên thì chúng ta phải cố gắng làm sao anh chị, phải nắm bắt được cơ hội để mà anh chị có lợi nhuận. Đừng cứ nhìn vào những cái thông tin, mà chúng ta phải nhìn trực tiếp vào cái đồ thị của thị trường cũng như nhìn vào cái xu hướng dòng tiền vào những cái nhóm ngành này để chúng ta đưa ra những quyết định đầu tư. Mình nói là hiện tại bây giờ cái điểm cắt của anh chị nhà đầu tư là 3, điểm chốt của anh chị nhà đầu tư tới 10 thì anh chị nhà đầu tư có chấp nhận giao dịch ở trong giai đoạn này hay không? Đối với những mã cổ phiếu này thì anh chị phải đưa ra những quyết định. Hiện tại đang khá đẹp nha anh chị. Ngay cả NLG, Nam Long cũng tương đối đẹp về tuần. Nói chung là hầu như là qua tuần này, qua tuần sau thì nhóm bất động sản nó đang ở một vị thế khá là đẹp, nó đang có những tín hiệu. Thì nếu như mà nó chui qua được thì em nghĩ là bất động sản nó cũng sẽ là một cái gì đó rất là ghê gớm trong giai đoạn sắp tới nha anh chị. Rất là ghê gớm trong cái
giai đoạn sắp tới, chứ không phải là câu chuyện là đơn giản nha anh chị. Ngay cả những cái mã cổ phiếu như Novaland chẳng hạn, thì nếu như mà nó nằm được ở phía trên 17 và 17.2 thì bắt đầu nó sẽ vào một trend giá đẹp và khả năng tăng giá của nó vẫn có nha anh chị, chứ không phải là không có. Chú ý cho em thêm cái cổ phiếu bất động sản nữa, và tập trung cho em vào phân bổ ra chứng khoán, bất động sản, đầu tư công. Còn riêng về cái nhóm cổ phiếu ngân hàng thì cái cơ hội của nhóm cổ phiếu ngân hàng nó sẽ thấp hơn, nó chỉ chạy được một hai phiên để nó tăng hiệu ứng cho thị trường thôi. Còn để mà nó kéo thị trường cũng như là tạo ra một cái gì đó ghê gớm thì em Lâm nghĩ nó sẽ khó. Dòng tiền đầu cơ nó chỉ tập trung vào đầu cơ, và những mã cổ phiếu nóng nó sẽ nóng trong giai đoạn sắp tới. Nhớ chú ý cho em vấn đề này nha anh chị, nhớ chú ý cho em vấn đề này đó, cố gắng làm sao đó nắm bắt cơ hội trong giai đoạn này. Khả năng anh chị nhà đầu tư ăn lớn là rất cao, và cái khả năng thua lỗ của anh chị rất thấp. Thua 3% ăn được 10%, anh chị chấp nhận thì có thể là tham gia vào. Và đặc biệt là những cái mã cổ phiếu này hầu như là anh em mình đã chia sẻ cũng có hết mã cổ phiếu rồi. Anh chị nhà đầu tư nào đang nắm giữ, cố gắng gồng gánh để mà nắm giữ những cái siêu cổ như thế này. Ok, cảm ơn mọi người. Mình ra ngoài này thì nó hơi lạnh nha anh chị, hơi lạnh, thành ra là mình cũng thấy là hơi rét, tại vì miền Nam ra mà anh chị, miền Nam ra miền Bắc thì hơi rét, nhưng mà cũng là một trong những cái trải nghiệm tuyệt vời. Và mình kính chúc anh chị nhà đầu tư là từ đây đến cuối năm là sẽ gặt hái thật nhiều thành công cũng như là nhiều lợi nhuận. Em sẽ cập nhật đi cùng với anh chị nhà đầu tư trong những cái video sắp tới, cũng như anh chị nhà đầu tư hãy nắm bắt cơ hội trong giai đoạn này, đừng chần chừ nữa nha anh chị. Tin tưởng tuyệt đối vào thị trường, và chúng ta phải có những cái điểm hỗ trợ, điểm thoát phù hợp, và cái điểm cắt lỗ nó phải gần để chúng ta có thể là nhảy ra nếu như mà trường hợp thị trường xấu. Còn lại chúng ta phải view lên, tiến lên, chiến đấu hết mình trong giai đoạn này cho em. Cố gắng lên nha anh chị. Ok, mình sẽ luôn ủng hộ, động viên đi cùng với anh chị nhà đầu tư. Anh chị nào chưa mở tài khoản liên hệ ngay với mình để tham gia vào group VIP. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye, xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào những cái buổi video sắp tới.